Hello. Okay. Every time. Follow on the right. Do your best to socially distance. I know it's going to be hard. There will be people here. They're just taking pictures. There's not a line. There is no line. They want to go around people. Please go around them the best you can. Keep your mask on. If you take photos here, leave the center open so people can go around you. Con này con gì quá vậy? Rồng nè. Yeah. Con rồng đó. Phải không cô? Yeah, con rồng đó. Cái ăn thịt người. Hết.
đây con ấy nè. Đây là cái con vừa nó ưa đeo chủ điện á. Con nhầm hai con cần không? Con nhầm. Con nhầm. Con nhầm. Con nhầm. Con nhầm. Con nhầm. Ngày nào cũng cào tôi nhờ giúp cho nên lại còn cào nữa hả? Cào cào. Biết máy cái gì lọc không? Hello. Không khí tiếng Anh nghe. Hello. Hi. Bởi vì lắm rồi dài đắng á. Giờ lo quay đi. Cái này là chim cổ cao. Phải chim cổ cao không? Hồng nhạc, hồng hạt. Có hồng hạt. Hồng hạt. Bên đó có con voi kìa. Có cặp hồng hạt nè. Tự nhiên cây bông mà nó có cái trời, nhìn giống như là trái khế vậy hả? Bông chuối, bông chuối, bông qua chuối. Này ra đây xem xong đèn số trong nè. Xem ở trong đó xong rồi ra đây cái nó có mấy cái chỗ bán gift shop. Ai muốn mua quà tặng Noel Christmas thì vào đây mua. Chụp hình Phi hả? Để mình đứng không ấy, chứ đừng có dịnh cái đó, tại ai cũng dịnh với nhau. Đâu có nên cầm cái bạn được. Tại vì nó quảng cáo ở Instagram á. Nó quảng cáo các bạn. Mình đứng mình muốn chụp hình vô mình chụp thôi, đâu có lấy tiền. Ủa hai cha con chưa tới nữa hả? Nãy giờ hả? Chắc mê chụp cái gì vậy hai cha con đó hả? Xem kỹ lắm. Không phải giống như lướt ngang. Không có giống như lướt ngang giống mình đâu. Đồ ăn quầy hàng tàu nè, sau lưng nè. Đi xem đèn xong ra đây có cái bán mấy cái đồ ăn tàu. Bên kia là đồ ăn Mỹ. Bên kia là có bán đồ ăn bánh. Bánh trái. Đi mất tiêu rồi. Mọi người đi xem đèn xong ra đây có đồ ăn khuya ở đây nè. Ra đây ăn khuya. Để đánh cái vòng coi bán đồ ăn gì. Khoai tây chiên hả? Thằng nãy giờ đây quay nó đang bán. Nó đang làm khoai tây chiên. Khoai tây chiên bán khoai tây chiên. Để qua bên này quay lại. Potato fry thôi, khoai tây chiên. Xem đèn bên kia xong qua đây có thể mua đồ ăn khuya ở đây. Nó Icon Stadium đó mọi người. Hello. Ở này bán gì? Xe này bán gì? Bán nước hả? Wendy luôn hả? Có Wendy luôn kìa. Food.
Ở đây nó bán brownie bon. Brownie bon, Empire barbecue. Ở barbecue giờ này hình như không ai mà ăn barbecue hết. Chắc tối quá không ai ăn barbecue. Lại đây nè. Ở đây mưa nè. Chờ tiền. Nè cầm máy quay cho mẹ đi. Cầm máy quay cho mẹ. Cầm máy quay. Nè làm bố cho mẹ đi. Có nó uống chậu không? Nè làm bố cho mẹ đi. Stadium bự xong rồi đi vô trong đó là mình xem đèn ở trong đó đó. Giờ này cũng có người ta xếp hàng ta vô và show xem. Giờ gia đình mình ra đi ra. Hello 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 quay cảnh đi về. Tạm biệt. Quay cảnh đi về. Quay về. Còn nán lại quay cảnh cảnh sông nè. Ăn khuya hả? You don't want it? Mua cái trái khóm. Khóm uống. Nãy giờ review nhiều không? Cảnh review nhiều chẳng không? Nãy giờ em quay like không à, em không có quay. Đó, hai mẹ con đi xem đèn xong ra mua một cái trái khóm nước chanh, trái khóm nước xanh uống 9 đồng một ly đây xong. Giờ tới đường ra rồi, exit rồi. Bên đây quay ngược trở lại đó, đi chơi xong ra ăn khuya, ăn uống khuya. Ok, bye bye mọi người nha. Gặp lại sau nha. Ê, dạ.